Nghi thất thọ báo quan trai giới tại gia, cúng hương, giới hương, định hương và huệ hương. Giải thoát chi kiến hương, sáng ngời chiếu khắp mười phương, hiện tiền tam bảo năm hương cúng dường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ. Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ. Ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Đảnh lễ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Lò hương vừa nhen nhóm pháp giới đã được xong, chư Phật trong hải hội đều xa hay theo chỗ kết mây lành. Lòng thành mới ân cần các Phật hiện toàn thân. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô A Ra Đát Ra Đá Ra Đệ Gia. Nam mô A Địa Gia Bà Lô Kiết Đế Thức Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đà Bà Gia Ma Ha Tát Đà Bà Gia Ma Ha Ca Rô Ni Ca Gia. Án tác bàn ra phạt về số đáng na đáng tỏa. Nam mô tất kiến lực đệ y mong ma địa gia bà lộ kiết đệ tất bậc ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trị hê rị ma ha bằng đa sa mê tác bà a ta độ du bằng a thị dẫn tác bà ta ra na ma bà dạ ma phạt đạt độ đát điệt tha án ma bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tác đỡ tác bà ma ra ma hê rị đà dẫn cu lô kiết môn độ lô phạt xà gia đế ma ha phạt xà gia đế đà ra địa rị ni thất phật ra gia nhã ra nhã ra mà phạt ma ra một đế lệ di hê thất na ra xâm phật ra xá lợi phạt xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô rị ta ra tất rị tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ đi di ế thì đà na na cẩn trì địa rị sắc ni na ba dạ ma na ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ma ha tất đà dạ ta bà ha tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a một khi gia ta bà ha ta bà ma tất đà dạ ta bà ha giả kiết ra tất đà dạ ta bà ha
Ba đà ma yết tất đà giả ta bà ha na ra cẩn tỳ bàn đà ra giả ta bà ha ma bà lợi thắng yết ra giả ta bà ha. Nam mô hắc ra đắc na đá ra giả gia nam mô a địa gia bà lơ kiết đế thức bàn ra giả ta bà ha. Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà giả ta bà ha. Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà giả ta bà ha. Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà giả ta bà ha. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói khi làm từ khi tư duy tham lam hờn giận và si mê. Nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng xin cầu Phật chứng tri. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay đệ tử pháp danh là Diệu Âm Thân Hạnh, thành tâm quỳ trước tam bảo, chí thành phát nguyện tự thọ trì bát quan trai giới, tu hạnh thanh tịnh trong một ngày một đêm. Chúng con biết rằng tự thân nghiệp chướng, con nạn phước đức còn mong manh, gia duyên ràng buộc nên chưa thể trọn đời xuất gia thọ giới. Hoặc vào chốn già lam chuyện tu một ngày thanh tịnh, nhưng vì chí nguyện muốn cầu xuất ly sanh tử nên tập gieo nhân giải thoát. Giờ đây con xin phụng thịnh tam bảo chứng minh cho con phát nguyện tự thọ tám giới để tập tu, ngưỡng mong oai đức từ bi Long Thiên gia hộ đệ tử tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng, thân tâm an định, nghiệp chướng tiêu trừ, chướng duyên giảm thiểu, để con vọng mạnh tiến tu. Xin nguyện chúng con cùng thân quyến tâm bồ đề không thối chuyện, sở nguyện viên thành. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, nam mô hộ giới tạng Bồ Tát. Một là giữ giới không sát sanh, đệ tử nguyện chọn một ngày đêm nay giữ giới không sát sanh. Các loài sanh vật tự mình không sát hại, không bảo người sát hại, hoặc thấy người khác sát hại cũng không sanh tâm vui mừng. Hai là nguyện giữ giới không trộm cướp, đệ tử nguyện chọn một ngày đêm nay giữ giới không trộm cướp của cải mọi người, tự mình không trộm cướp, không bảo người trộm cướp, hoặc thấy người khác trộm cướp cũng không sanh tâm vui mừng. Ba là nguyện giữ giới không dâm dục,
đệ tử nguyện trọn một ngày đêm nay giữ giới không phá phạm hạnh, không dâm dục, tự mình không phá phạm hạnh, không bảo người phá phạm hạnh, hoặc thấy người khác phá phạm hạnh cũng không sanh tâm vui mừng. Bốn là nguyện giữ giới không nói dối. Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không nói dối, tự mình không nói dối, không bảo người nói dối, hoặc thấy người khác nói dối cũng không sanh tâm vui mừng. Năm là nguyện giữ giới không uống rượu. Đệ tử nguyện trọn một ngày đêm nay giữ giới không uống rượu, tự mình không uống rượu, không bảo người uống rượu, hoặc thấy người khác uống rượu cũng không sanh tâm vui mừng. Sáu là nguyện giữ giới không trang điểm và ca hát. Đệ tử nguyện trọn một ngày đêm nay giữ giới không đeo bông, xoa hương, ca sướng múa hát, tự mình không trang điểm ca hát, không bảo người trang điểm ca hát, hoặc thấy người khác trang điểm ca hát cũng không sanh tâm vui mừng. Bảy là nguyện giữ giới không nằm ngồi giường cao tốt. Đệ tử nguyện trọn một ngày một đêm nay giữ giới không nằm ngồi giường cao tốt, tự mình không nằm ngồi giường cao tốt, không bảo người nằm ngồi giường cao tốt, hoặc thấy người khác nằm ngồi giường cao tốt cũng không sanh tâm vui mừng. Tám là nguyện giữ giới không ăn phi thời. Đệ tử nguyện trọn một ngày đêm nay giữ giới không ăn phi thời, tự mình không ăn phi thời, không bảo người ăn phi thời, hoặc thấy người khác ăn phi thời cũng không sanh tâm vui mừng. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách xá lợi tự sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như tỳ giá lợi tự sự cư pháp công tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tình bất tăng bất giảm thị có không chung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhị tỷ tuyệt tân ý vô sắc thanh hương vị xúc pháp vô nhãn giới nại trí vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tận nại trí vô lậu tự diệt vô lậu tự tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc nhị vô sở đắc cố vô đề đắc đại bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại quái quái ngài cố vô hộ cùng với biển ly điên đạo mộng tự cứu cánh nước và tâm thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư cố thiếu bát nhã ba la mật đa chú chất tức thí chú viết ít đế ba la ít đế ba la ít đế ba ta tăng ít đế bồ đề tát bà ha ít đế ba la ít đế ba la tăng ít đế bồ đề tát bà ha ít đế ba la ít đế ba la tăng ít đế bồ đề tát bà ha. Tiêu tai kiết tường thần chú nam mô nam mẫn đa mẫu đà nẵm ma bát ra đề hạ đa xá ta nạn nẵm đắc biệt ta án kê ai kê ai kê ấy hồng hồng đập phả ra nhập phả ra bát ra nhập phả ra bát ra đập phả ra sắc xá đệ sắc xá sắc trí rị sắc trí rị ta phấn tra viếng đề ca thất rị dệ ta bà ha. Nam mô tam mẫu tam mẫn đà nẵm ma bát ra đề hà đà sa đắng nẵm đếp điệt tha án kê ai kê ai kê ế hồng hồng nhập phả ra nhập phả ra bát ra nhập phả ra bát ra nhập phả ra đệ sắc xá sắc chí rị ta phấn ta va vấn cha phiến đề ca thất rị dễ ta bà ha. Nam mô tam mẫu đa nẵm đà nẵm a bát ra đề hạ đa xá nạn nẵm đắc điệt tha án khi ê khi ấy
hồng hồng nhập phả ra, nhập phả ra bát ra, nhập phả ra bát ra, nhập xả ra đề sắc xá, đề sắc xá sắc chí rị ta phấn cha viết đề ca thất rị dễ ta bà ha. Thiên Long Tu La và Dược Xoa đến đây nghe pháp phải hết lòng ủng độ, ủng hộ đạo Phật cho bền lâu, tất cả làm theo lời Phật dạy. Những ai đã đến đây nghe pháp hoặc ở dưới đất hoặc vô trên hư không, hoặc hãy nhìn mọi loài bằng mắt thương, ngày đêm an trú trong chánh pháp, nguyện cho thế giới thường an ổn, thấm nhuần phước trí và từ bi, tất cả tội chướng đều tiêu trừ, lìa xa khổ não thường an lạc. Đại chúng nhất tâm trì giới luật, công phu thiền định phải tinh chuyên, đóa hoa tuệ giác nở trang nghiêm kính, khắp nơi mọi loài đều hạnh phúc. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy vô ngại. Thọ giới pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn sinh nguyện học, ân nghĩa thân nguyện đền, phiền não sinh nguyện đoạn, quả Phật sinh chứng nên.